Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người cái món cá cao cháo nóng mặn nha. Thì đầu tiên thì nước sôi thì chúng ta cho cá vào. Cá này về chúng ta rửa sạch, chúng ta ngâm qua nước muối và chúng ta có thể cho vào một ít rượu để nó khử mùi tanh. Cho cá vào khi nước vừa mức chuẩn bị sôi nha mọi người, thì nó sẽ không bị tanh mà nó lại trong cái nước. Sau đó chúng ta cho ớt hành để giả nhuyễn vào. Sau rồi chúng ta sẽ nếm khẩu vị của gia đình mình, bao gồm là bột ngọt, muối, nước mắm và hạt nêm Knorr. Cái vị nóng mặn này đặc trưng là sẽ có tiêu, nên là chúng ta sẽ bỏ tiêu vào nha mọi người.
Thường xuyên hớt bọt này nó sẽ trong hơn đó nha mọi người. Em sẽ hớt bọt này, mọi người thấy không? Em hớt bọt này. Và sau đó là mình sẽ nêm lại cái khẩu theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Đó, mọi người thấy nước nó rất là trong không? Đây là cách kho cám mẵng của miền Trung em nha. Nếu thấy được rồi thì chúng ta sẽ cho rau thơm hoặc là hành ngò vào nha. Lúc cuối cùng thì chúng ta chuẩn bị chúng ta tắt bếp thì chúng ta sẽ nêm vào một muỗng nước mắm. Và tắt bếp rồi thì chúng ta sẽ rắc tiêu lên bề mặt nha mọi người. Đó, nó cay không là cái khúc đây này mọi người, nó mặn hay nó ngon không là khúc đây này mọi người. Bỏ tiêu vào này, bỏ rau thơm vào này, sau rồi cho vào một ít nước mắm nha mọi người, một muỗng cà phê nước mắm nữa là gia vị là đúng bài luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.